Nghe mấy đứa cháu nó người ta bình luận đó, Tao nói là sao? người ta nói làm gì mà buổi hồ quay út nhất bài gì, biết nói dòng đã khổ thì buổi hồ quay mà giờ cũng cũng mấy nữa mệt á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà Út Nhất cơ bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì sau khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ những cái phần vật phẩm cũng như là một số tiền hiện kim để hỗ trợ cho lo hậu sự cho bà cụ á, thì Bùi Hồ cũng thăm trở lại cuộc sống của Út Nhất nè, rồi thăm ông cụ hiện nay như thế nào. Chào Út Nhất, ở ba đâu? Cha không đi tiểu quá. Đi vệ sinh rồi hả? Hồi sáng giờ có nghỉ ngơi gì được không? Có hồi sáng giờ biết nghỉ rồi, cái giấc này cái biết sạn thành nước nâu, ủa nấu nước thành kia đó cơ, cái cho người ta cầu lại buổi cuối cho người ta ăn Bữa nay là rồi, cuối đúng không? đêm nay là đêm cuối rồi cái đãi cho người ta ăn đêm nay nữa là rồi, là mình sẽ khỏe đi lên là không có cầu lễ nữa. Vậy ha. Đi lên Rồi bây thì giờ sức khỏe trong người thấy sao rồi? không biết, thấy con mình thấy nó đỡ nhiều Vậy hả? nhưng nó không còn chán dán nữa. Có uống sữa gì vô không? Có biết, có uống sữa đâu, sáng giờ hai lần Thấy sao? uống vô thì thấy nó đỡ 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 Sữa cũng đó khỏe rất là hơn. mắc tiền, Mà đồng ấy nó cũng mà nó dinh no, dưỡng nó nhiều, no nữa. nó no đúng rồi, tôi thấy uống nó sau hai lần thôi bây giờ nó không đói, Sữa nó đó không có uống đói đúng rồi. động cơ, Bữa nay gương mặt nó đỡ lại đó, nó nó đỡ đỡ mất sức lại, lại. đỡ mát sức. Con mắt nó cũng hết đỏ kìa. Có bữa mấy bữa nhưng mà chúa con mắt nó mở không lên, nó nặng. Ba có uống sữa được không? Cha ông có uống đó, Vậy hả? ông có uống lay gay đó. Vậy hả? Ông đó chắc ông uống bù được hay gì đó. Nó chắc ông có nói được hơn cái sữa mà thứ Hôm hồi trước loại lon. lon ông sợ cái đó mà ông ớn, mà cái này mà ông uống được mà Rồi sáng nay. rồi cái số tiền mà gửi cho ông Nhất á, thì ông Nhất gửi cho các anh thợ rồi vật tư rồi tính xong hết chưa? Chưa cưng sao tới giờ mà sao nó lại mà sao tới giờ chưa lại với con để đó thì sao đợi đánh lại phải bao nhiêu không biết, đưa cho ảnh này mà sao tới giờ mà sao mà nói đưa cái phiếu mà sao không thấy được, không thấy chạy lại đưa không biết nữa. Giải quyết đâu đó cho nó Rồi gọn ông biết nhẹ. là tính ra không không có để ý đó được, ông biết nói tính là ấy là đưa cho ảnh ra cái một rồi cho nó dứt luôn rồi cho nó khỏe, còn không biết lỡ có đi làm bên kia nó cũng dễ đó nè, chứ để lẹo lẹo biết cũng bức cái lắm Đúng rồi. đâu, chứ cũng trông cho ảnh đem cái phiếu lại đặng đưa cho ảnh cái một luôn. Nhưng mà thông tin với Út Nhất là trong tuần này, từ đây đến chủ nhật, Út Nhất không được đi làm. Thứ nhất á là Bùi Hồ với Út Nhất còn nhiều chuyện để làm. Còn đem những cái kiện quà của quý Mạnh Thường Quân gửi là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là phải còn làm sổ tiết kiệm mua xe gắn máy cho Út Nhất đi làm nữa. Còn đi mua xe gắn máy nữa nè. Còn làm sổ tiết kiệm hôm qua kênh Út Đồng Tháp gửi cũng được nhiều tiền, đúng không? Thì cái đó mình dồn vô để tiết kiệm để sau này lo cho trăm tuổi già, còn lo cho cha mình nữa ha. Rồi cuộc sống của mình còn xoay sở nữa. Rồi nhớ không, không được đi làm, nó xin nghỉ một tuần nữa đi, ăn uống cho nó điều độ vô. Rồi sáng giờ ngủ được nhiều không Sao giấc ngủ cũng được hai lần. vậy ha? Cái thấy chiều đó cơ, cái thức dậy coi nấu nước nấu bọng bên kia cái cho chiều cái người ta lại đó, để mình chăm nước trà bánh trái với cái cây cho người ta ăn bữa cuối nữa là rồi. Bữa nay cầu nguyện cho mẹ là bữa cuối rồi. Bữa cuối đó cơ, Thế bởi vì từ mấy người ta mới kêu mua này kia đó làm cho người ta ăn đêm cuối cho người ta đừng nói mình, à, làm gì rồi cho cũng coi với như cháu này đây kia đó, của nấu này kia đó. anh chị vô làm phụ đó ha. Hai con gà với thịt bò với khô là rồi đó chứ không có gì thôi. Thịt bò này nhiêu tiền? Ước mua này không biết, nhỏ em này không biết mua này nãy lên nhiêu, tới 200 mấy, 200 mấy. Mấy bàn lớn nhất? có hai bàn là cứ Hai con gà này là nhiêu? không cũng không biết bốn nó cũng được. bốn năm năm 500 ngàn, 500-600 ngàn. Rồi ít rượu cho mấy với kêu nữa. Cái khô cá lóc nữa, À đừng cho bắp gỏi với cái này cho người ta xong kêu mua lấy khô cá sạc bổi. đó, có khô cá sạc bổi nữa thì đó à có sạc bổi đó à chứ khô cá lóc có cái sạc bổi, biết sao mấy ông anh ổng thái à anh kêu chứ hỏi chứ có khô cái sạc bổi không, chứ nó có Bùi Hồ nó có biếu cho cha hai bọc đó. Giờ cũng còn nữa, thôi giờ nó kêu mặn kêu bắp gỏi đó
Thấy vậy thôi, nhưng cái mới mới gì cái cho nó gọn là rồi. À, hôm nay coi như mình cảm ơn mấy anh thợ làm nhà mộ cho mẹ xong. Cho mẹ đó. À, với lại coi mấy anh ở giờ mà người ta lại người ta cầu nguyện, cầu nguyện cho mình đó, mình mời mấy người đó. Đúng rồi, mình của ít lòng nhiều thì mình có nhiều mình làm nhiều. Mình làm nhiều chứ không có. Cái này là mấy chị hỗ trợ nấu hết không nhá? Mấy chị nhỏ em nè nó nấu. Ừ. Thôi nhiêu này là bò né đúng không? Bò né đúng không chị? Bò né. Dạ, bò né. Còn này là gà mình làm gì ta? Luộc qua chấm với mưa ớt rồi. À, chắc khoảng 2 bàn ha. 2 bàn. 2 bàn 20 người thôi chắc cũng nhiều. Đúng rồi. Rồi nhớ uống sữa đồ nhiều vô. À, lạnh hay sao uống mấy viên titanol vô, uống một viên cũng được nữa. Đó, uống nãy quốc viên nè. Thấy sao hiệu quả hơn? Uống đó thấy nó nồng hay nó cũng có cũng khỏe. Hay nó im cái đó mình đi mặn đó mình uống đâu đi mặn cũng ngon. Ừ. Hay nó khỏe. Cái đó trị cảm hay lắm á. Cảm. Ừ, dầu đồ sức cù la đồ lạnh tối sức vô. Ha. Rồi, đi ra đây đi. Vậy là ông Nhất hứa nha là không có đi làm nha, giữ gìn sức khỏe nha, uống sữa đồ vô. Tính nhổ nữa hả? Ờ, tính nhổ hành tiếp mấy ông anh. Tại đợt này tới 5 số công đó. Nó quá nhiều đó. Chết tính chừng nào đi nhổ? Thì ảnh nói cũng như 2-3 bữa nữa lái điện cho hay đó. Ừ, bắt đầu mấy ảnh xứng nhổ. Rồi nhổ cho người ta rồi khi nào là bán khô cho tôi chửi nữa nè. Ờ, người ta chửi tôi nha. Ờ, sao cưng hổng... Nhưng mà ốc nhất đang lô bu mà. Ngày bây giờ chạy tới chạy lui chuẩn bị xây nhà của anh Tú nữa kìa. Tại gán qua giúp cho nó đợt này nó đi hồ cho nó em nó có cái chỗ nó tới lui cũng được để không nó ấy cái công nghiệp nó. Ừ. Như ở trển về trển thì nó cũng có chỗ nó ở. Ừ. Về đây thì nó cũng có chỗ nó ở. Cái này là Út Đồng Tháp hỗ trợ, tại vì em thì đang lo cho phần cổ nhập nhất chưa tới đâu hết mà. Ừ. Thấy cũng tội nghiệp em hả? Thấy nó chạy tới chạy luôn đó. Thấy cũng khờ mà hiền, thấy tội nghiệp ha. Cho nó có chỗ về đây thì nó không có chỗ nó ở. Ừ. Về trển nó không có chỗ nó ở. Ừ. Giữ tiền cho cẩn thận. Dạ, ước tính đưa cho bùi hồ nè. Đưa cái gì đưa, giữ đó đi. Còn nhiêu? À, 20. 20 triệu. Ừ. Rồi chưa trả cho ta nữa mà. Đưa, sao tới giờ anh không đây không lợi nè. Ừ. Bảo đứa này sao tới giờ không lợi nè. Ừ. ngóng hồi trưa giờ nằm mà gỗ cũng can hoài dưới dặn em nó lỡ có lợi gì kêu cho hay. Ngày mai là coi như nhà mình xong hết rồi đúng không? Xong rồi đó, cưng như là mai là cũng như là đêm nay là nghe cậu lỡ cho mẹ là kết thúc rồi đó. Ừ. Đi lên là biết chỉ là không có còn làm nữa, chỉ là ngủ thôi. Vậy là ngày mai Bùi Hồ đưa quà qua cho Út Nhất cũng như là công bố danh sách tiền của Mạnh Thường Quân được không? Được. Công bố trước đi để lâu quá. Ừ. Ha. Tại hổm gài thấy cái tinh thần của Út Nhất á không được thoải mái nên là nữ ngày mai thì sẽ công bố danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ các nhà cho Út Nhất nè, còn giữ bao nhiêu tiền thì mình giữ lại đó, chừng nữa mình gửi sổ tiết kiệm. À, chúc em nói như vậy. Ừ. Chừng nữa mình gửi sổ tiết kiệm. Bây giờ tinh thần ổn định chưa để đi làm sổ tiết kiệm, sức khỏe đi được không? Được, khỏe. Vậy hả, ngày mai nè, bây giờ Bùi Hồ cho thời gian ngày mai là đi làm, đi công bố ở đây ở nhà thôi, ăn uống nghỉ ngơi một ngày nữa, ngày mốt đi mua xe. Ừ. Ha, rồi sau đó là đi làm sổ tiết kiệm cho ông Nhất ha. Ừ. Để thâu quay ông Nhất hoài, còn những cái hoàn cảnh khác nữa. Ừ, đúng rồi. Đúng sao mà đúng? Cũng như là để thâu như đi quay chỗ khác này kia đó, để có khi lúc cũng khi nhiều người bình luận này kia đó. Đâu bình luận sao? Cũng nghiệp cho Bùi Hồ. Nghiệp gì? Cũng như nghe nói sao không sao quay uống nước hoài vậy. Ừ. Nghe nói gì? Nghe nói. Nghe ai nói? Nghe mấy đứa cháu nó người ta bình luận đó. Tao nói là sao? Người ta nói làm gì mà Bùi Hồ quay uống nước hoài vậy. Biết nói chúng dòng đã khổ thì Bùi Hồ quay mà giờ cũng mấy nữa mệt á. Mệt á. Mà thôi, bởi nó thôi bình luận con đừng có đọc mất công lắm. Nói với cậu mất công, cậu đâu có biết chữ rồi nói mất công. Mấy đứa cháu nói với cậu Út Nhất hả? Nó bình luận, nó nói như Bùi Hồ làm gì đủ biết quay hoài gì. Rồi sao? Rồi Út Nhất nói là sao? Nói, có bình không? Có, biết nói gì nè, trời ơi, phải là dùng cả mình khờ khổ rồi Bùi Hồ đã nó biết cái cảnh của gia đình của bà ngoại mày rồi. Rồi giờ cũng như Bùi Hồ nó quay đó mà giờ mấy người
vậy nói vậy vậy đi kia nó mời á thôi giờ cũng không có nghĩ được ba cái đó. Thấy tội nghiệp cho thằng Bùi Hồ không? Nghiệp cho Cưng rất là nhiều. Cũng như thấy cũng như cái cảnh gì cái nó mệt mỏi. Sao mệt mỏi? Như mình thấy cũng như đã Cưng đang quay ở đây cảnh gia đình cốt nhất mà cũng như nhiều người vậy đó rồi cái mình lận tới mình lận lui cái nó đã mệt mà nghe cái con mà thiên. Thật ra thì không lẽ cảnh Út Nhất đang giúp đỡ Giang Dở chưa xong đến đâu không lẽ bỏ đi sao nở đành đúng không? Bây giờ còn một số tiền cũng khá là lớn của Út Nhất rồi danh sách mạnh thường quân chưa công bố rồi lật một cái thì mẹ của Út Nhất lại lại mất người tan gia bối gói thành nữ là có nhiều chuyện đâu có thể làm liền một lúc được đúng không Út Nhất? Bả vậy đúng mà cũng gọng thời gian cho nó khỏe khoắn con người. Giờ cũng như nó nhờ uống thuốc hai ngày nay thấy nó đỡ. Chứ mấy bữa trước đúng không nhìn xong mà nó không lẽ được chết gầu. Uống sữa rồi nhiều vô. Đó, cũng uống ngày nay uống hai lần đó. Ngày nào hay uống dừa thôi cái đâu uống hoài được. Chững chững vậy như uống hai muỗng đó. Uống hoài được. Uống hoài sao ạ? Uống hoài cái nó no, cái ăn cơm không có được. Như lại uống hoài sợ hết đúng không? Đi dành đó nói như thời gian kéo còn lâu rồi để cho cha lỡ ông ấy chưa có ông muốn à không chịu uống cái đó nữa. Nhưng mà thấy ông cụ uống hôm qua nay là đường vệ sinh đường ruột là tốt đúng không? Hỏi ông chứ có ông thường có bắt cầu không không dạ ông đi cầu cũng mà ông thấy ba cũng buồn hả? Thấy ba cũng buồn không? Không, ông không có buồn đỡ đỡ hỏi với cha ông còn ái má ông ấy thì cũng như nhân đêm ngủ thì ông ấy cũng nói cũng như đồng hôm còn nhớ cái ghế ông ấy từ từ ông nói cũng quen cũng quen thì, thôi cố gắng vượt qua đúng ai rồi, cũng vậy mà thì ai cũng vậy thôi cái biết giờ cũng không có nghĩ quá nữa. Bây giờ là ngày mai còn một cái chuyện quan trọng nữa cô bác quý vị có thể là mai mốt vậy thì một chị rất là gì cũng rất là thương về cái hoàn cảnh của ông Nhất á cũng có dự định là gửi mua cho ông cụ một cái tivi để ông cụ coi và tivi ngày nay thì nó cũng không có tốn tiền nhiều mà như thế này nằm mà thui thủi như ông cụ như thế này thì cũng buồn thôi cho ông cụ xem thời sự hay là ông coi quýnh giỏ với ông coi đá banh với ông coi này kia ngày trước giờ đâu có cái tivi nào đúng không có cái gì nữa với nó là lâu rồi cả hồi nhờ nó mẹ cũng như hồi nhỏ tới lớn luôn đó. Là không có cái tivi xem Mà có mừng không? Có thì đạo nghe cha chắc không mừng Tại vì cũng biết đi hoài đâu có coi cái đó được nhưng có mà cha ở nhà cha đâu có thì cũng như cũng biết đi làm thì đạo nghe ông bấm cái này kia ông coi này kia vậy đó thì cho ông đỡ buồn ông đi chứ còn cũng biết thì đi làm tối ngày đâu có ở nhà đâu Thôi để em qua em tâm sự với ông cụ một tí xíu ông Nhất lo nấu nước đi tí xíu nó Bụi Hồ cũng thắp cho bà cụ một nén hương. Con chào ông. Dạ. Ông hôm nay khỏe không? Không khỏe. Cái bồi dưỡng này đỡ. Bồi dưỡng này đỡ. Cho bị lỏng thì cách 2 năm bỏ thành ra không được khỏe không. Bởi vì hồi sáng nay là mới đi vô nữa bồi dưỡng đúng không? Dạ. Dạ. Có hồi sáng là có đi bồi dưỡng tiêm bồi dưỡng tiêm thuốc bồi dưỡng vô rồi ba bác sĩ đưa 3 liều thuốc rồi ông cậu có uống sữa được không? Sữa gì? Sữa ly á. Không thì sữa này đã uống được mà ngon không? Ngon được thôi thì mình bỏ miếng đường vô hay là nóng hơi nóng uống ngon ngon chịu không? Chịu, cái đó là chịu. Ông cụ ngày uống mấy lần? Thì lại tiêm thuốc này cái nọ đâu có chưa uống. Dạ. Sao hôm bữa đầu thì uống mình dài đi. Làm đi tiêm thuốc thôi. Thì đâu dám uống. Dạ. Để thì bác sĩ đưa 3 liều. Uống hồi sáng. Rồi trưa mới uống lại rồi. Rồi chiều tối ngủ ra mình uống cái nữa. Bây giờ khỏe hơn chưa ông cậu? Khỏe hơn, thấy về đây tôi mầm giọng ngủ. Ngủ hay là phải cũng như tôi mầm thì nó khỏe. Hay cái bồi dưỡng nó cũng đỡ.
Ông gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ông cụ thích cái tivi không? Tivi hả? Dạ, vô tiếng á. À, không, tôi là... Ông già, coi ra uống, không, coi thì nhiều thôi. Tôi là hợp radio. Hợp với radio hả? Radio là mà khi nằm rồi giận này nghe này cái nọ cho chơi á, chứ còn đẹp hình á thì vẫn thích đúng không? Dạ. Thôi coi tivi đi cho vui. Ờ, tivi ít coi coi. Hồi cũng trước còn hợp radio thành ra để giận nghe cái này cái rõ vậy đó. Ờ, cũng ham. Ờ. Chứ còn cái tivi có ham coi. Nhưng mà bây giờ là ông cụ có ga đô nào không? Có ga vô nào không? Không. Không có bởi vì còn ham có ga vô. Là người dặn nghe cổ nhạc hay là nghe tin tức rồi tới khi buồn buồn dặn nghe. Còn tivi quý vị hỏi ông cụ còn tiền không? Này ngày làm này kia mấy chị bà còn mua bông mà đi tán ra nước xăng đó đâu làm cũng bộn lắm thì mua bún làm bạch chim ăn nó mới là ngày nay nữa đó. Làm này cho bự ra làm mà có con ta cầu lễ ha. Cho nó rộng rãi chút cho hồi trước thì cát không rồi mưa nó bùng lầy. Dạ con thấy làm cái đường cũng đẹp quá. Cái còn là còn là thêm chút bị cây mấy nhà nhỏ biểu qua rồi làm đi cưa cây đi người ta dẹp đầu ra người ta lên tán cho nó bự ra rộng rãi. Hiện nay ông cụ còn ở trong túi bao nhiêu tiền? Còn 500. 500 thôi. Rồi 500 vài bữa Út Nhất đưa cho ông cụ tiền thêm nữa. Dạ. Ăn cháo đi rồi hết rồi nói với Út Nhất, ông Út Nhất gửi cho. Dạ. Dạ. Nó cho rồi lấy không có thôi tôi mới có hỏi. Dạ. Biết nó có hay không mà tôi không dám hỏi nó. Dạ. Tôi là có thì rồi trong túi rồi muốn ăn ăn muốn gì chứ còn hết rồi thôi có hỏi con này cái nọ tôi biết đó. Dạ. Thôi ông cụ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Rồi ăn uống nhiều vô. Dạ. Rồi để mà trăm tuổi già với ông Nhất ha. Dạ thì cũng hơn sáng đi ăn rồi thì cỡ ba sáu bây giờ đó, thì đi ăn. Dạ. Hay đi ăn là về cái có khi quay sữa uống. Uống rồi làm ra cũng khỏe rồi nằm nghỉ ngơi rồi có khi nằm rồi ngủ không trần rồi mát mát hay ngủ. Dạ. Dạ thôi ông cụ cứ nghỉ ngơi ha. Dạ. Dạ con nhờ con coi Nhất làm gì cái. À. Hôm nay thì nhà cụ Út Nhất cũng được có mua bông để mà trưng lên cho mẹ với lại trên bàn thờ trên cụ chúa nữa kìa. Đó, bông cũng khá là đẹp. Bông này mua nhiều tiền không Út Nhất? Mua sáng cũng trăm mấy chục ngàn đó. Trăm mấy chục ngàn ha. Mua trưng bữa cuối cho mẹ đó. Dạ. Bông kia nó rụng hết trơn. À, ơi cái này để lên đó không được nghe Út Nhất. Ủa? Kiếm cái gì kê lên. Vậy hả? Cái đó hồi nó lỡ nó gớt nó đứt sao nước sôi. Ha. Kiếm một cái ghế hay giờ để lên Út Nhất truyền điện gì xuống. Cái cây dây nó cục nè. Gạo còn không Út Nhất? Còn thôi. Sao em thấy con miếng hả? Còn nó đẫm thì một cái chơi dưới này không còn. Còn bao đúng không? Không còn thì cứ mua đi, đặng mai mốt mình sử dụng cái tiền đó vô cho mình những cái chuyện khác nữa. Đem cơm cho anh Cường chưa? Đem cơm rồi sớm dặn cho nó nặng gì à, mình còn này kia cơ. Ừ. Bàn ghế lao mình kia đâu để trễ cái nó lu vô. Ừ. Vậy là cũng được rồi. À. Hồi trưa ngủ được mấy tiếng không nhân? Hồi trưa nhất ngủ rồi mình lại cả 3 tiếng đồng hồ. À vậy được rồi. À, ngủ ngon không?
Được. Một cái chai nhỏ rồi, một cái chai nước xanh đó. Hả? Một cái chai nước xanh đó. Cái ấm siêu tốc thì nó tốn điện. Nó tốn điện. Đúng rồi. Nhưng mà tivi dạ, tivi thì nó không có tốn điện, với tủ lạnh nó không tốn điện đâu. Chiều nay mấy giờ lại? 6 giờ cơ. 6 giờ hả? 6 giờ là người ta đi kinh tang lễ ra đó. Ừ. Cái đầu người ta ghé, người ta cầu cầu cho cầu lễ với mẹ luôn. Đúng rồi. Hư đó. Đúng rồi. Ba cái này nè. Coi. Rồi chưa? Chị Sáu mới chạy đi mua ba. Cái này là nhiêu? Chị Sáu không biết ba mua không biết nhiêu chứ con không biết. Dạ. Ừ. Ba đưa lên. Ừ. Nay thấy gương mặt nay có hồn lại tí xíu rồi. Biết. Ngày mai trưa trưa em mới qua. Thì cứ ngủ ngơi cho nó khỏe đi. Ha. Trưa thì ngủ cứ ngủ. Giờ gì hả? Bù rảnh đâu biết ngủ liền. Ừ. Biết biết rồi. Ừ. Thôi chắc có lẽ là anh lại lấy rồi. Nói lời chào tạm biệt với tất cả các cô chú anh chị khán giả mà đã từng ủng hộ của mình đây. Úc Dư cũng cảm ơn mấy chị mấy cô đó, như mấy anh miền thi với mấy chú, như mạnh thường quân, như trong nước ngoài nước cũng như ủng hộ cho biết cho mẹ các miền kia đó. Úc Dư cũng cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã đồng hành với Bùi Hồ những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là gia đình của Út Nhất nói riêng những hoàn cảnh khó khăn nói chung. Chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, có nhiều cô bác quý anh chị cũng đã có thắc mắc rằng là vì sao là quay nhà Út Nhất, tại vì công việc chưa hoàn thành thì phải cứ theo dõi sự nhà Út Nhất như thế nào để cập nhật, đồng thời là cũng chưa có thay mặt mình thường quân chưa có làm trọn vẹn cái việc gì cả, thậm chí là còn đưa anh Cường đi bệnh viện cũng chưa xong nữa, nên là nữ là rất mong cô bác quý chị thông cảm và hãy tiếp tục đồng hành với Bùi Hồ và cũng như là Út Nhất ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý chị ở video clip sau.